Bạn là người như thế nào thì bạn cũng sẽ gặp thu hút người giống như vậy. Giống như bạn là cái ông nhậu thì bạn sẽ gặp toàn là những người nhậu nhẹt. Bạn là người tiêu cực thì bạn cũng thu hút toàn là những cái người tán tiêu cực, phán xét người khác. Bạn là người tích cực thì bạn sẽ thu hút những người tích cực. Bạn là người làm ăn kinh doanh tử tế, thành đạt thì bạn cũng sẽ thu hút những người như vậy đến với cuộc đời mình. Mình có một cái câu chuyện nghe nói như vậy: đừng có cố đuổi theo một con ngựa, mà thay vì như vậy, bạn hãy cố gắng trồng chăm sóc một cái vườn cỏ để mùa xuân đến, cả đàn ngựa nó kéo về, thì lúc đó bạn có cả một bầy ngựa. Điều đó nó có nói ý nghĩa gì? Nếu bạn đang yếu kém về năng lực thì bây giờ hãy cố gắng đi, tích lũy về kiến thức, tích lũy về kinh nghiệm, tích lũy về kỹ năng. Khi năng lực bạn nó lên rồi á, thì rất nhiều người tìm kiếm đến bạn. Thay vì suốt ngày năng lực yếu cứ lo đi kiếm tiền đủ thứ hết, mà chừng cuối cùng cuộc đời nó vẫn cứ loay hoay. Mình có một anh bạn, hồi đầu ra đó ảnh đam mê về công nghệ, ảnh rủ, ảnh tiếp cận rất là nhiều người, nhưng mà không ai đồng ý với ảnh hết. Sau đó anh nghe mình nói cái tình huống như vậy thì ảnh về, ảnh tập trung, ảnh làm, ảnh luyện năng lực của ảnh, và thế là ảnh viết ra một cái nền tảng từng bước ra rất là ngọt, và sau đó nó chảy ngọt, thu hút khách hàng, bắt đầu ảnh kêu gọi vốn. Thì ảnh vô cùng bất ngờ rằng những cái người mà ảnh tiếp cận trước đây á, họ không có quan tâm, họ không có tiếp ảnh á, thì bây giờ họ tới họ gặp, họ xin ảnh, họ muốn được đầu tư vào cái nền tảng của ảnh. Bài học ở đây là gì? Ngày đêm bạn rèn luyện năng lực mình trở nên xuất sắc thì bạn sẽ thu hút những người giỏi giang xuất sắc tìm đến mình. Ok nhé, liên hệ với thầy Duy Khởi Nghiệp.